Xin chào mọi người đến với Song Thi Family Cuộc Sống Mỹ ở Florida. Hôm nay mình làm món bò lúc lắc nha mọi người. Bò lúc lắc thì gồm có thịt bò là chính đúng không ạ? Rồi tiếp tục thì mình cho một muỗng dầu hào. Một muỗng dầu hào xong rồi. Bây giờ thì cái là giai đoạn mình ướp thịt nha. Mình cho một muỗng dầu hào. Rồi nước tương. Nước tương thì mình cũng cho một muỗng. Thịt bò thì mình cho khoảng nửa ký. Nửa ký đúng rồi, nửa ký. Rồi tiếp tục thì mình cho dầu ăn vào. Mình thì sử dụng dầu ô liu. Mọi người, nói chung là mọi người cứ ướp theo cái khẩu vị của nhà mình. Mình thì không có xác định. Rồi bắt đầu mình cho một muỗng đường. Mình cứ cho theo cái khẩu vị của nhà mình thôi, chứ ít nhiều thì mọi người tùy cho nha. Rồi cho một chút xíu muối. Mình cho một chút xíu muối. Rồi tiếp tục thì mình lại cho tiêu. Mình sử dụng tiêu tiêu lốt. Thì mình cho một chút xíu tiêu lốt vào. Rồi bắt đầu mình trộn đều lại. Rồi mình, nếu mình nấu á, thì mình cho trộn đều lại khoảng ướp khoảng nửa tiếng là được nha mọi người. Nhưng mà mình nhớ rồi, cái này thì mình phải cho một chút xíu tỏi băm nữa thì nó sẽ ngon hơn. Ướp như vậy á, thì nó sẽ thơm hơn nữa nếu mà có tỏi. Do đó là mình cho một tép tỏi nha. Đó, tép tỏi mình bỏ như thế này. Rồi mình có cái ép tép tỏi. Tỏi thì mình cứ mua cái này mình ép thôi, mình không có cần phải mình không có cần phải băm mất thời gian. Mình làm cái gì nhanh gọn lắm mọi người. Mình ép xuống một cái là nó ra y như vậy luôn đó. Đó, thì mọi người cứ vậy nha. Rồi một chút xíu nữa là xong rồi. Đó. Mình trộn đều lại với nhau thì mình ướp khoảng một tiếng hay là nửa tiếng hay một tiếng nha mọi người. Mình thì chúng đã ướp xong rồi này, bây giờ mình nấu nha. Mọi người cho một chút xíu dầu, và cũng như tỏi thì mình cũng cho một tép tỏi. Một tép tỏi để mình gọi là gì ta, mình gọi là phi hả, phi tỏi lên cho nó thơm. Chuẩn bị phi tỏi lên cho nó thơm. Rồi mọi người băm cũng được nha. Nếu mà mọi người không có cái giống như mình thì mọi người có thể là băm tỏi nhỏ nhỏ cho nó phi lại cho nó thơm. Do đó là mọi người. Rồi bắt đầu sau đó thì mình bỏ thịt mới ướp vào để mình tao nha mọi người. Nhiều người bỏ nước cũng được, mà không thì cũng ok. Mình thì mình sẽ bỏ nước vào cho nó có nước ăn cho nó sạch sạch hả. Đó, mình tao vậy đó cho nó chín. Cho nó chín đều. Thịt bò này thì nó chín nhanh lắm. Nấu một chút xíu rồi nó đã chín rồi đó mọi người. Mình thì thường thường nấu thịt bò thì mình mua cái loại, nếu mình loại mắc tiền một chút á thì nấu nó sẽ nhanh hơn và nó không có bị dai. Rồi sau đó thì mình cho hành củ hả, đúng rồi, mình cho hành nửa củ hành hay là một củ hành tùy theo ý của mọi người. Của mình thì mình cho một nửa củ hành tây mình sắc rồi đó. Mình bỏ vô nước mình ngâm một chút xíu. Nếu như mọi người có ăn chung với khoai tây chiên cũng được. Nhưng nhà mình thì mình không có ăn chung với khoai tây chiên. Mình lại ăn chung với cơm cũng ngon lắm đó mọi người. Do đó là nói chung là tùy theo cái sở thích của từng người nha. Không nhất thiết phải không nhất thiết phải bò lúc lắc ăn chung với khoai tây chiên. Tùy theo mỗi người. Nhà mình thì thường ăn chung với cơm, ăn chung với bánh mì hay là cái gì đó. Rồi mình làm xong rồi thì bây giờ mình bỏ một chút xíu nước vào. Cái nước mà mình
mình tráng qua cái tô mình mới mới ướp gia vị đó, mình tráng qua, mình đổ nước vào, mình nấu thêm một chút xíu nữa. Chắc là khi nào mà thịt mọi người thấy nó chín chín rồi đó, thì mọi người có thể nhấc xuống. Nhưng mình nấu hơi lâu một chút xíu, tại vì mình không có thích ăn tái tái. Nếu mà mọi người thích ăn tái tái thì mọi người có thể nấu nó nhanh, còn mình thì mình nấu nó hơi lâu một chút. Cho nó ấy. Ở đây mọi người cứ nhìn nè. Rồi tiếp tục thì nấu nha, nấu cho đến khi nào cho nói chung là khi nào thấy ok thì mọi người cứ nhắc xuống. Còn mình thì mình nấu cho nó nước nó hơi sệt sệt lại một chút, nó ăn nó sẽ đậm đà hơn đó mọi người. Nói chung là nấu cái gì mình thì mình không có phải là hướng dẫn cho mọi người nấu đâu, tại vì mình có biết nấu đâu mà hướng dẫn. Mình chỉ show ra, mình chỉ show những cái bữa ăn bình thường của mình hay nấu thôi, cái thực chất là mình không biết nấu cái món gì hết. Cho đó mình không thể nào mà hướng dẫn cho mọi người nấu được, mình chỉ nấu theo cái sở thích của mình và mình sẽ nấu theo cái khẩu vị của gia đình mình. Mình chỉ nói sơ qua là hàng ngày mình làm những cái gì thôi, cái thực chất là mình không đủ trình độ để hướng dẫn một ai hết đó mọi người. Do đó là mọi người cứ làm theo sở thích của mình nha, hay là mọi người cứ lên trên mạng hay gì đó rồi mọi người tìm kiếm thông tin, thì mọi người nấu theo cái sở thích của mình. Mình thì cứ nấu theo cái gì mình muốn thôi, do đó là mình sẽ show ra những gì mình làm, chứ mình không có hướng dẫn mọi người nha, tại vì mình có biết làm cái gì đâu. Thật chất là mình không biết làm một cái gì luôn á. Mình nấu một chút xíu nè, cho nó đặc đặc sệt sệt lại rồi đó, thì mọi người có thể nhắc xuống. Mọi người có thể dùng, mình thì dùng xà lách son cho cái món này. Mình rửa xà lách son, lọc rửa xà lách son xong rồi đó. Rồi mình thì làm xong rồi thì mình bỏ vào, bỏ cái gì ta, cái sốt bò lúc lắc lên, lên ở phía trên, bỏ ở dưới là mình bỏ rau hả, xà lách son mình rửa xong mình bỏ trong một cái dĩa nha, trong một cái dĩa. Xong rồi bắt đầu mọi người mới trong một cái dĩa, rồi mọi người mới bỏ thịt đã nấu chín lên. Cho nó mình cho nấu mình nấu hơi lâu một chút cho nó nghi ngút khói luôn. Nếu mà mọi người ăn tái thì lấy nhanh ra, không 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 bỏ nước. Còn mình thì không ăn tái, ăn tái nhìn nó bị sợ sợ nó bị cái gì đó, do đó mình không có ăn tái, mình ăn như thế luôn. Mình nấu nó hơi lâu luôn chứ mình không ăn tái. Mình nấu thì nước nó sệt lại thì mình thấy nó sẽ ngon hơn, đó là theo ý của mình thôi nha mọi người. Theo ý của mình nấu lâu một chút thì nước nó sẽ ngon hơn, mà công nhận là nấu lâu nước nó sệt sệt nó ngon hơn đúng luôn á. Rồi một chút xíu nữa thì nhắc xuống. Bây giờ thì mình để một chút xíu nha, nấu cái nồi nó hơi sôi một chút. Bây giờ mình xong rồi nè. Mình chuẩn bị một cái dĩa rau xà lách son nha mọi người. Mình chuẩn bị như thế rồi, mình bỏ thịt lên ở trên cái xà lách son. Xà lách son thì mình có thể là mình sử dụng xà lách thường cũng được. Mình nói chung là mọi người ăn cái thích ăn cái gì thì mọi người cứ bỏ lên cái đó. Mình thì mình sử dụng xà lách son. Nói chung là chắc là ổn. Xà lách son ăn sống cũng được, mà xà lách thường ăn sống cũng được. Do đó là mọi người cứ bỏ theo cái sở thích của nhà mình. Của mình thì mình bỏ xà lách son lên. Rồi bắt đầu mình bỏ bò lúc lắc lên. Bò lúc lắc lên xong rồi thì tiếp tục mọi người đổ hết cũng được, cái nước đó, để cho nó thấm vào xà lách son thì ăn cũng rất là ngon luôn đó mọi người. Mọi người cứ thử đi. Nói chung là
ăn thịt bò với rau thì rất là tốt cho sức khỏe luôn. Và tiếp tục sau đó thì mình bỏ cà chua lên nha. Mình cắt một cái cà chua mình bỏ lên ở trên, xung quanh cà chua thì ăn cũng rất là ngon luôn. Nói chung là mọi người cứ ăn theo sở thích của mình đi. Của mình thì mình bỏ cà chua, còn các bạn không bỏ cà chua cũng cũng ok, cái đó là theo ý của mình thôi. Nếu mà muốn đẹp mắt một chút thì bỏ. Đây là thành phẩm của mình đây mọi người. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Nói chung là không có được đẹp lắm nhưng mà ăn rất là ngon luôn. Do đó mọi người thử nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người nhớ like, share và đăng ký kênh để có những video hấp dẫn tiếp theo.